Minh Toàn xin trân trọng mến chào các anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông từ ngã tư Ao Cá cho đến đảo quốc tế Tuần Châu. Chính vì thế mà trên cái chặng đường này Minh Toàn ghi lại cái video để gửi đến quý anh chị và các bạn. Đây là người đầu tiên được xem các video mới về đảo Tuần Châu cũng như là ở Hạ Long nói chung, hay là về cuộc sống nói chung. Rất mong các anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí và đồng thời ấn vào biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên được thông báo và là người đầu tiên được xem các video mới mỗi khi mà kênh có những video thú vị. Thời tiết ở Hạ Long bây giờ ở ngoài trời nó khoảng 38-39 độ C và thời gian bây giờ là đang là 14 giờ hơn. Vào thời điểm này là thời điểm mùa hè, chính vì thế mà nhiệt độ ngoài trời khá là nắng nóng. Cũng vì nắng nóng mà Minh Toàn mới bắt đầu là xuống dưới biển Tuần Châu để Minh Toàn tắm biển. Tiện thể là có một số cái khán thính giả cũng muốn Minh Toàn và nhắn tin cho Minh Toàn bảo Minh Toàn quay một số cái cảnh ở Tuần Châu để gửi đến các anh chị đấy. Hôm nay là ngày Chủ nhật, chính vì thế mà các anh chị và các bạn cũng nhìn thấy trên đường khá là vắng và đường ở Hạ Long cũng không phải nó đông tấp nập như đường ở Hà Nội. Một số cái tuyến đường mà Minh Toàn đã đăng lên kênh mà anh chị đang xem ở đây. Cung đường này hiện giờ là đang làm các anh chị ạ, thành ra là nó khá là bụi. Đường này sắp tới là mở ra thành 10 làn đường. Đây, anh chị nhìn thấy cảnh. Minh Toàn hôm trước Minh Toàn có nói là ở Quảng Ninh nói chung và ở Hạ Long nói riêng, thì cái cảnh đào đất, đào núi, lấp biển là một trong những cái điều mà anh chị thấy thường xuyên. Đây, người ta đang đào ở đây và lúc nữa anh chị sẽ thấy là một cái nơi mà người ta lấp ở ngay dưới biển luôn. Đây là một cái nguồn lực giúp cho tỉnh Quảng Ninh về nền kinh tế khá là mạnh. Và Quảng Ninh là một trong những tỉnh mà cá nhân Minh Toàn thấy phát triển khá là phát triển rất là mạnh luôn. Họ có thể là đào đất ở trên núi xong rồi là bán đất ở trên núi, bán mặt bằng ở trên núi rồi đưa xuống dưới biển, lấp dưới biển, bán mặt bằng dưới biển. Một chút nữa thôi thì anh chị sẽ được nhìn thấy cái đường mà người ta làm xong rồi. Còn đoạn này là đang thi công, đang làm. Thank you.
Đây trước là một cái quả núi đây anh chị. Bây giờ ra được san lấp nó thành một mặt bằng rất là đẹp luôn. Trước đây nó là cái quả núi ấy. Ngay chỗ ngã ba này thì nếu anh chị chúng ta mà rẽ trái là chúng ta đi xuống thị trấn Bãi Cháy, cũng như là xuống cái khu bãi biển Bãi Cháy mới. Nhưng mà chúng ta đi Tuần Châu thì chúng ta sẽ đi thẳng. Và đoạn đường này là đường mà người ta đã hoàn thành rồi anh chị. Tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6 làn đường một bên. Tức là cả đường là 12 làn đường. Đây, một vỉa hè này, 2 làn đường bên trong này, 3 làn đường bên ngoài này. 6 cái làn đường. Tuyến đường này sẽ dẫn anh chị lên cái đường cao tốc, cũng như là đi bệnh viện Sản Nhi. Chúng ta mà cứ đi thẳng như thế này là chúng ta lên cao tốc Hà Nội, cao tốc Hải Phòng. Về tuyến đường này thì ở giữa là được trồng những cây co, hai bên đường là trồng những cây xoài. Minh Toàn nghĩ khoảng vài ba năm nữa thôi thì những cây xoài này nó sẽ lớn lên và rất là mát luôn. Ở Quảng Ninh đang xây dựng rất là mạnh, chính vì thế là những xe công, xe ben chạy tốc độ khá là lớn và nhiều. Anh chị mà khi mà lưu thông về đây thì cũng chú ý cái độ an toàn cho mình. Toàn đến Bùng Binh này, Minh Toàn xin phép được rẽ trái để chúng ta vào đảo quốc tế Tuần Châu. Đây, chúng ta rẽ trái vào đây, đi vào đây là vào đảo quốc tế Tuần Châu. Đấy, anh chị thấy xe ô tô nó cứ bon bon như thế. Không biết là anh chị có cái cảm giác nhìn biển vào những cái ngày nắng nóng này thì có dịu mắt hơn không? Nhưng mà khi mà vào đến khu vực này, hai bên nó là biển luôn anh chị ạ. Chính vì thế mà chúng ta cũng như là Minh Toàn đang đi trên đường này thì với một cái lượng gió có hơi nước biển rất là mát. Về đảo quốc tế Tuần Châu thì có cả cái khu du lịch và khu dân sinh. Khu dân sinh là khu bên phía tay phải của chúng ta đang đi vào, là khu dân sinh. Còn khu du lịch là nằm bên phía tay trái của chúng ta. Anh chị cũng có thể cảm nhận được những cái chuyến xe chở khách du lịch tham quan về và đến Tuần Châu. Hôm nay thì khách về ở Tuần Châu về nhiều hơn bởi vì hôm nay là chiều chủ nhật. Bụi quá, hò quá, xin lỗi anh chị rất là nhiều. Ở Tuần Châu bây giờ là có hai cái bãi tắm, một bãi tắm mới ngay ở cái đường vào đấy ở trước mặt chúng ta, và một bãi tắm nữa nó đi sâu vào cái khu trung tâm. Để đón xem những video mới về đảo Tuần Châu thì rất mong anh chị chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh để là người đầu tiên được xem các video mới về đảo Tuần Châu. Minh Toàn có nhiều, rất là nhiều video ở đảo Tuần Châu và ở dưới Hạ Long. Nếu anh chị quan tâm chúng ta có thể xem thêm ở trong kênh của anh chị đang xem.
Đây anh chị thấy ở đây là người ta nuôi hải sản. Đấy, nuôi hải sản. Du tu hải, tôm, hàu nhiều cái. Và cũng ở đây cũng có một số cái người đưa lên đây bán. Đây như ở đây. Ở trước mặt chúng ta cũng như là trước mặt anh chị là một cái nơi mà người ta trước đây là biển, bây giờ người ta lấp lấy đất ở trên núi xuống người ta lấp và bây giờ thành một cái mặt bằng như thế này anh chị ạ, rất là rộng luôn. Đó. Đây chỉ là một nơi nhỏ thôi mà người ta lấy đất ở trên núi xuống người ta lấp ở dưới này đấy ạ. Chúng ta mà đi thẳng đường này là vào khu dân sinh, còn Minh Toàn sẽ xin phép là rẽ trái để Minh Toàn vào trong đảo Tuần Châu. Bắt đầu vào đảo Tuần Châu rồi, Minh Toàn xin phép và quay một video khác về đảo Tuần Châu để anh chị hiểu thêm về cái đảo Tuần Châu. Nếu anh chị quan tâm thì xin xem ở trong cái danh 2 danh sách phát hoặc lên YouTube gọi là Đàm Minh Toàn Vlog hoặc là Du lịch Việt Nam, Việt Nam Travel. Trong đó có hai cái danh sách phát là Cuộc sống Hạ Long và Cuộc sống Quảng Ninh, là Minh Toàn có những cái video nói về đảo Tuần Châu nói riêng và về Hạ Long nói chung rất là nhiều. Khả năng là Minh Toàn xin phép dừng cái video này ở đây. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên nhấn đăng ký để là người đầu tiên được xem các video thú vị về Hạ Long và Quảng Ninh anh chị nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.